Ok. Đo một nghe. Thì đo đo một mét nữa bao nhiêu? Đo cách góc một mét là van 200. Ok, đo cách góc một mét van 200. Con mát bên kia mình nha. Ok, không cần đo góc đâu. Góc nó thì hồi nãy đo 200 mét rồi. Quay luôn. Nó 200 260 270 rồi. Đó, góc là 270. Thân đạt hết không sao bọc. Một thân. Một thân lên cho. Lấy hết tầm 9 mét. 6 mét. Này khách nó ông anh nó cao nữa. À, mừng lấy 9 mét nè. Mà lấy những mấy chỗ này ra được à? Được chứ. Đây rất đẹp. Tổng lên cầu hay cả 9 mét. Cây này là cũng một cây thầy mà dáng hơi siêu giống bài. Bài ra đây, toàn bài, nguyên toàn bài phủ ra cả tầm 4-5 mét, 5-6 mét. Cái này bài 6 mét. Lấy là ra bài cả 6 mét. Vành đo 1 mét là 87. Đo ở dưới này mới xem. Góc là đạt hết. Anh, đây phía không sao bọc. Đầu một mét bên tầm bãi. Đầu sắp góc. Bãi sắp góc anh. Sắp góc là bên 202. Ok. Lệnh thoát tên thoát lên chỗ nó tầm 4 mét mái thì tầm chón đó hả? À chón nó 3 mét. Lái hết tổng chiều cao của cây là 6 mét. Cái này hả? Nếu mà lấy giờ hết thân cho em đó, lấy lên tới ngay vụ có múc nó lùng cái tốn đó. Tốn bài cái chiều cao nhất của cái cây là coi như là 6 mét. Giờ hơn cạnh bài sao mấy thấy cũng phải là 300 mấy chứ. Rồi,